Nói về độ ngáo pi thì có lẽ Việt Nam chúng ta không kém cạnh gì các cái cường quốc khác. Ở đây có một cái thống kê từ số liệu của Similarweb cho thấy, xét về nguồn lưu lượng, Việt Nam đang đứng thứ hai, chiếm 6,8% thế giới về lưu lượng truy cập vào website của Pi Network. Số người truy cập vào website mypi.com ấy, tại Việt Nam chỉ thấp hơn của mỗi Mỹ. Ở Mỹ thì chiếm 8,26%. Ba quốc gia còn lại trong top 5 lượng truy cập vào mypi.com là Ukraine với 6,12%, Indonesia là 5,06% và Argentina là 4,59%. Ở đây thì mình thấy hơi lạ một chút là số liệu thì không đề cập đến nguồn lưu lượng truy cập từ Trung Quốc. Có thể là những quốc gia từ Trung Quốc thì họ ẩn cái IP đi hay là bị chặn hay như nào đấy thì Similarweb không thể thống kê được. Chứ mình nghĩ bỏ qua cái nguồn lưu lượng truy cập của Trung Quốc thì có thể là sẽ hơi sai. Bởi vì Trung Quốc thì với những cái trend này thì họ sẽ chắc chắn là họ sẽ không để lọt những cái cơ hội tiềm năng với cái dự án rất là tốt như là Pi Network như này đâu. Thì chúng mình cũng theo dõi trong thời gian tới, nếu mà có những số liệu chính thức nào từ phía Trung Quốc thì chúng ta mới biết được rằng là lượng người truy cập vào cái website của Pi tại Trung Quốc liệu có là top của thế giới hay không các bạn nhé.